chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 24 tháng 8 năm 2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tăng nhẹ. Theo khảo sát, tôm thẻ kiểm kháng sinh size 20 con giá 165.000 đồng, size 25 con giá 142.000 đồng, size 30 con giá 135.000 đồng 1 kg, size 40 con giá 118.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang thu mua với giá 90.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận, giá tôm sú oxy cũng có xu hướng tăng. Tôm sú oxy size 20 con lớn giá 210.000 đồng 1 kg, size 20 con nhỏ giá 200.000 đồng, size 30 con lớn 160.000 đồng, size 30 con nhỏ 150.000 đồng, size 40 con lớn 115.000 đồng 1 kg, size 40 con nhỏ 105.000 đồng. Tôm sú oxy size 50 con đang thu mua với giá 95.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con tham khảo giá thu mua tôm từ các thương lái và khu vực khác trong hôm nay. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.